Thưa quý vị, hơn một tuần qua thì nhiều hộ dân ở ven kênh Láng Biển thuộc ấp 6 xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp rất bức xúc, lo lắng vì bỗng nhiên cá nuôi dưới ao và gà vịt bị chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Hiện thì chính quyền địa phương đang xác minh và làm rõ vụ việc để có hướng xử lý và hỗ trợ thiệt hại. Trong ao nuôi cá rộng hơn 1.500 m² của gia đình bà Lê Thị Ngọc Thanh, nhiều loại cá nuôi như cá mè, cá cóc, cá tai tượng với đủ kích cỡ nhưng đã chết, nổi trắng trên mặt nước, thủy triều rút, nhiều con cá chết nằm vương vãi trên bờ ao, bốc mùi hôi thối. Thiệt hại là vừa lớn vừa nhỏ là cỡ khoảng 1,5 tấn đó. Tôi nuôi ở đây là 3 năm, tôi lên giường tôi mướn đất này, tôi nuôi 3 năm rồi là không có chết con gì chứ, không có phèn luôn. Mà hiện tại là tại cái công ty nó bơm nước mới chết thôi. Cách ao cá của bà Thanh khoảng vài trăm mét là trại nuôi gà, vịt của ông Phạm Thanh Dân. Đàn gia cầm gần 100 con của ông cũng lần lượt chết trong mấy ngày gần đây. Những con còn lại đang có dấu hiệu bỏ ăn, ủ rũ. Nước là múc cái bơm nước xong cho ăn á, ảnh hưởng nguồn nước chứ một lần đâu có. Giờ từ cái ngày mà xả ra tới giờ là dịch gà chết tá lả rồi. 50 con gà bự bán á, còn mấy chục dịch xiêm nữa, mấy chục dịch xiêm con ký mấy 2 ký chết nữa. Suốt nhiều năm qua, người dân địa phương đã sử dụng nguồn nước ở kênh Láng Biển để chăn nuôi và tưới cho vườn cây ăn quả. Hiện nay, nằm cạnh kênh Láng Biển là vùng nuôi thủy sản của một công ty trên địa bàn huyện Cao Lãnh đang được nạo vét, cải tạo. Nhiều người dân địa phương cho rằng nạo vét cải tạo vùng nuôi thủy sản nên bị xì phèn và thải ra kênh Láng Biển, khiến con kênh nhiễm phèn, làm cá và gia cầm chết. Ủy ban thì đã chỉ đạo là cán bộ công chức chuyên môn cùng với một phó chủ tịch phụ trách về lĩnh vực kinh tế thì xuống sẽ xác minh lại các cái hộ mà dân đã bị thiệt hại, và hiện nay xã cùng với phối hợp cùng với cán bộ của phòng tài nguyên môi trường thì các ấp đang xác minh và đang làm việc. Sau thời gian dài đầu tư tiền bạc công sức chăn nuôi vất vả, nay lại mất trắng mà chưa rõ nguyên nhân. Người dân ở ấp 6, xã Tân Hội Trung đang rất cần chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm can thiệp làm rõ nguyên nhân, có hướng khắc phục, xử lý thỏa đáng để nông dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Thưa quý vị, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết trong thời gian từ mùng 7 đến 16 tháng 7, nhiệt độ miền Bắc đã tăng cao ở mức 37-38 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nên phụ tải miền Bắc đã ghi nhận mức công suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay là 465,9 triệu kWh và công suất cực đại là 23.094 MW. Nếu so sánh số liệu này với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày của miền Bắc là 104%, công suất đỉnh lớn nhất là 103%. Theo số liệu diễn biến trong mấy tuần qua cho thấy các kỷ lục trong năm về sản lượng và công suất cực đại liên tục bị xô đổ và thiết lập các kỷ lục mới. Được biết nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, sự cố và hiện tượng suy giảm công suất ở các nhà máy nhiệt điện đã được khắc phục kịp thời, tình hình thủy văn các hồ miền Bắc đã được cải thiện. Cùng với đó, việc cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện được đảm bảo, huy động từ các dự án năng lượng tái tạo tốt nên tình hình cung cấp điện trong tuần qua được đảm bảo. Dự báo nhu cầu sử dụng điện từ 15 tháng 7 đến 21 tháng 7 sẽ tiếp tục tăng cao, nhưng do chủ động được nguồn cung ứng sẽ không xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc. Thưa quý vị, mỗi năm vào dịp tháng 7, hàng loạt các hoạt động lớn kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ đều diễn ra long trọng trên cả nước, thể hiện lòng tri ân của thế hệ sau dành cho những người có công với đất nước. Bên cạnh đó, có những người luôn lặng thầm, chăm lo cho phần mộ liệt sĩ. Với họ, những người quản trang, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng, là sự tri ân bằng cách riêng. Gần 40 năm gắn bó với công việc quản trang, bà Văn Thị Ba và chồng thuộc lòng từng tên liệt sĩ, quê quán, lối vào từng khu mộ. Bởi chính hai vợ chồng bà đã dành nhiều tâm sức chỉnh trang, vun đắp từng ngôi mộ, hàng cây từ khi nghĩa trang liệt sĩ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới bắt đầu quy tập. Cho đến nay, dù đã về hưu, vợ chồng bà Ba vẫn dành phần lớn thời gian túc trực, chăm sóc mộ phần, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thăm viếng. Hai vợ chồng hứa là còn mạnh khỏe giờ nào thì chăm lo cho các anh phụ với các con giờ đó, hương khói cho các anh, cho đàng hoàng cho tới cái ngày cuối cùng là chừng nào nhắm mắt rồi thì thôi, để cho các con nó làm. Còn bây giờ là mình không có bỏ mấy anh được, về nhà cũng muốn mong cũng lên à.
Tâm huyết chăn trở với công việc đã gắn bó cả đời, nên sau khi đến tuổi nghỉ hưu, vợ chồng bà Ba động viên các con tiếp tục đảm nhận những công việc vợ chồng bà còn dang dở. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đất Đỏ, Long Điền đang là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ. Hơn 40 năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư tôn tạo của địa phương, nghĩa trang luôn được sạch sẽ, ấm cúng nhờ sự tận tụy của những người thân trong gia đình bà Ba. Ba mẹ làm bao nhiêu năm cho nên là tôi cũng thấy là ba mấy năm là cũng ở đây làm nó cũng quen việc. Cho nên là dưới mến mấy anh cho nên là phải đứng ra làm. Tại mấy anh là đã hy sinh nhiều rồi cho nên là bây giờ mình cứ hỏi nghĩ là mấy anh hy sinh bao nhiêu thì bây giờ mình cố gắng mình làm cho mấy anh được hài lòng. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 3.280 liệt sĩ yên nghỉ, luôn có các nhân viên quản trang túc trực chăm sóc chú đáo. Sau thời gian gắn bó với quân ngũ, anh Trần Bảo Sơn nhận nhiệm vụ tổ trưởng tổ quản trang, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến nay được 5 năm. Mỗi ngày ngoài chăm sóc chú đáo mộ phần liệt sĩ, anh Sơn còn tích cực phối hợp cùng hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ các gia đình cất bốc hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương. Mình làm việc ở đây là nó cũng có một cái tâm linh và cũng có một cái liên kết với nhau. Thành ra là tôi nghĩ ở đây là cái ngôi nhà thứ hai của tôi ở đây. Tôi sẽ cống hiến cái cuộc đời tôi còn lại cho cái công tác phục vụ. Theo như tôi thì tôi thấy là đi đến nghĩa trang thắp hương thì tôi cũng thấy là xanh sạch đẹp, cũng là thấy là cũng vừa lòng vui vẻ với ông già tôi hy sinh ở đem về đây. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có một đền thờ và 4 nghĩa trang với trên 5.600 hài cốt liệt sĩ. Chăm sóc giấc ngủ vĩnh hằng cho liệt sĩ, những người quản trang với cống hiến thầm lặng, chấp nhận mọi vất vả lẫn thu nhập thấp mà vẫn gắn bó cả đời. Bởi với họ, việc trông coi chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là công việc, nhiệm vụ mà còn là sự tri ân với những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, nửa đầu năm 2023 số lượng cá cảnh trên địa bàn thành phố xuất khẩu đi các nước vào khoảng 6 triệu con. Kim ngạch xuất khẩu cá cảnh thu về 6,25 triệu đô la Mỹ. Như vậy nếu tính trung bình, mỗi tháng kim ngạch xuất khẩu cá cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 1 triệu đô la Mỹ. Thị trường xuất khẩu chính của cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh là châu Âu, các nước châu Á và châu Mỹ. Trong đó châu Âu chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 63,5%, tiếp sau đó là châu Á 27,7% và châu Mỹ 6,8%. Giống cá chủ yếu được thành phố mang đi xuất khẩu là cá chép coi, cá dĩa, cá xiêm, cá ba đuôi, cá bảy màu, cá hồng kim, cá bạch kim. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng cá cảnh nói chung cũng như cá cảnh xuất khẩu nói riêng của thành phố Hồ Chí Minh năm nay có giảm. Tính đến giữa năm, sản lượng cá giảm đến 22,8% so với cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu đi các nước giảm khoảng 5,9% về số lượng và giảm 4% về giá trị.